ghê vậy. Con này chắc nhỏ quá. Mai mốt chắc em thất nghiệp quá, em về đây em bắt ốc lúc tay em bán quá anh Trọng. Đây. Anh Trọng chia sẻ là mỗi ngày mà nếu như mà ngay mùa này anh bắt ngày bán 400-500 ngàn là chuyện bình thường đúng không? Mà tại vì anh không bắt thôi. Nhà đi xanh sữa mà đâu có gặp đâu. Xanh sữa là sao? Hả? Xanh sữa đá gà đó gì đâu có thôi. Cái đó là mau ăn hơn hả? À, em ít đi bắt này lắm, tôi lâu bắt về ăn chơi. Ờ. À. Nó mấy bà đó đó. Tới rồi mấy bà đó bắt à. Rồi thôi bây giờ chắc mấy anh em mình sẽ lại ăn kia luôn ha anh Trọng ha. Đông đông cho vui. Đây. Cái con này là cái con dầm xanh đó cô bác của anh chị. Cái con này thì anh Trí ảnh chỉ cần treo cái những cái dải này là nó tự động nó đeo lên à. Và nó sẽ đeo, nó sẽ bám như thế này nè. Đó. Và nó đợi cho cái thời gian mà sau thời gian này nó tự lớn lên là mình cứ bắt nó là mình ăn à. Còn cái con này là con hàu đá. Nè con dầm xanh nè, thấy không? Nó cứ đeo là nó dính vậy. Nó dính vậy là nó lớn là bắt lên ăn luôn nghe anh ta ha. Ở trong kia kìa một đống kìa, ghê không? Ủa nó đeo nhìn đã lắm luôn á. Nè. Vô đây nè cô bác anh chị thấy không? Đâu có cho nó ăn gì đâu, tự nó bám vô luôn à. Ừ, tự nó đẻ con ra luôn á, một đống kìa. Thôi bây giờ mình sẽ ra ngoài kia. Sẽ lội nước này mình ra ngoài kia để mà quay cái cảnh anh kia anh bắt con. Vô hả? Anh lội bắt á. Rồi bắt con gì ta? Ốc lóng móng tay. Cảnh hiện đại rồi không? Đó là cái hang tiền đằng kia. Đang lội sình bắt ốc móng tay á cô bác anh chị. Đất sình này lúng lắm luôn nè. Ôi lội sâu dữ ta. Cô bác anh chị, hôm nay thì chuỗi video này muốn về đây để mà khám phá và những người sống ở biển cho cô bác anh chị xem. Để cho nó thay đổi khẩu vị cho nó vui vui ha. Để coi mấy người bắt ốc lóng tay là như thế nào. Lội bộ từ ở trong nhà trong kia ra đây là cô bác anh chị. Đến cái hang này. Ủa, sành lắm luôn. Anh ơi, bắt gì anh? Anh ơi, bắt gì vậy? Dạ. Dạ. Chào anh. Bắt ốc lóng tay hả? Dạ. Ở đằng kia bắt luôn hả vậy? Ờ, đằng kia bắt lóng luôn. Dạ. Còn bây giờ cũng có con nào chứ. Cái này là gì anh? Voi hả? Voi. Mình mò, mình sọt gì chứ không phải mình mò hả? Mình sọt. Dạ. Giờ em đeo cái này vô, em quay phim anh cái nha. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? À, 96. Sinh năm 96 chứ 96 tuổi gì? Thì năm 96. Này không phải đâu. Khó. Sao mình biết? Sao mình biết được? Thì mình chọt luôn, có cái lỗ này nó sụp khúng nước lên ra. Nó văng nước lên hả? Ừ. Mà. Ngày bắt được bán được nhiêu tiền anh? À? Bắt ăn gì đó có bán đâu. Dạ. Nếu mà bán 1 ký 50 ngàn á. Coi cái lỗ này nó phải. Ồ có đó hả? Ồ. Anh ơi, em cầm đi. Ồ, nãy giờ được mấy con rồi? Mới xuống nè, được nhiêu nè. Đâu? Nè. Ồ nhiều chứ hả? Gì mà nhiều gì, người ta bắt đó nhóc chừng kìa. Đâu, 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 anh chỉ em sọt được không? Sọt đi. Sọt sao? Sọt mạnh lên. Ừ, vừa vậy đó. Mình lừa sọt lỗ, mình sọt hay mình sọt thí? Chọc thí đó, hỏi phun nước lên mình bắt hả? À? Có lỗ rồi mình bắt. Đó đó đó. Nè nè nè. Ở đây đúng không? Ừ. Lúc trước mình đào, mình bắt, bây giờ mình bắt ở này hay gì? Mình bắt con voi mà lúc đó giờ. Ờ. À, hay ha.
đâu. Cô bác của anh chị và Mười Hồ đã bắt được con ốc lóc đai đây. Ốc này nhỏ ta ha. Dạ, cũng có con bự nữa. Ừ, dễ ăn chứ ta. Ở sao dễ bắt vậy hả? Đâu lát nữa anh đưa vô em làm thứ nha. Ừ, anh sỏi. Cô bác của anh chị thấy không, mình cứ sọt sọt tí thôi. Này giống như mình mò đường mình đi á. Đằng kia có một nhóm nữa, lát nữa mình lại đằng kia luôn. Anh tên gì? Tên Trọng. Anh người Kinh hay người Khmer? Kinh. Nói cái lỗ đó chọt vô. Chọt vô lỗ này nè cô bác của anh chị. Đó, nó sợ vôi á. Rồi lấy ra, lấy cái đó ra. Lấy ra, lấy ra rồi nó chui lên. Rồi mày đưa. Rồi. Ơi, lượm được một sản vật á. Ôi. Ôi, tôi gụng cái gì vậy? Có đâu gụng cái đó, cãi tới đi. Cái này là gì vậy? Cái gì cái đó quên mẹ này. Nó bỏ này không sao hả? Ừ, không sao. Ờ nè. Bắt xong tặng cho em nha. Mày nhau. Quay clip hả với YouTube? YouTube hả? Vâng. Anh ở đâu? Em ở Đồng Tháp. Mình tìm một người bắt ốc lóc đai này đó. Có nghĩa là mình thấy một cái lỗ nào đó. Đâu anh cầm mãi giùm em được không? Giơ tay cho cậu. Dạ. Mình lựa cái vùng đất nó ẩm ẩm vậy hả? Nè nè, phải không? Không phải đâu, phải đâu. Trồng ra qua đây, cái gan nó để nước không có. Nè nè. Mà bỏ đi con nó xíu à. Dạ hả? Nhưng mà con cái lỗ bự kìa. Lỗ bự là con ốc bự ha. Ừ. Sớm giờ anh bắt được mấy phút rồi? Chắc chưa được cỡ 15 phút à. Mà được nhiêu đó hả? Ừ. Trời ơi, nó bắt nhóc chân kìa. Dạ hả? Ba bển là quay giả luôn á. Dạ hả? Ê, lỗi về nhà lấy máy bay giùm anh đi. Máy bay hả? Máy bay ở đây cho bay. Được. Nãy giờ em sọt sao không thấy con nào thương ta? Không phải nữa đâu. Nè. Không luôn, không phải luôn. Khó lắm. Khó lắm hả? Nè anh sọt đây, tới anh sọt đây. Nãy giờ em sọt lâu lắm rồi đó. Đó. Ờ. Phải không nha? Đây hả? Đây nè, đây nè, biết phải không? Rồi không phải nó rồi. Con này con nhỏ à. Dạ, không phải thôi bỏ. Ví dụ như mình bắt không được nó có chết không? Không. Hả? Không. Không có chết hả? Cái cây đó là có hả? À. Cô bác quý anh chị lần đầu tiên mà Bùi Hồ được cảm nhận đây tới em, tới em. Đây phải không? Ừ. Cảm nhận được bắt ốc lóc đai cô bác quý anh chị. Anh xỏ cái này nè. Rồi. Nè. Ôi. Rồi, trồi lên. 1 2 3 trồi lên. Rồi, nó đang nung đất lên. Hay vậy. Hay vậy. Sao biết nó có ngoài? Ờ. Chọc qua nó qua dùng phun nước lên nè. Ngồi trời nắng nè nó bỏ vô. Trời nắng nó ra ba cái mài khỏi gần cây chọt. Nó tự lên luôn hả? Ừ. Nó tự nó hả miệng á, mình lấy vô mình chọt hả? Dạ. Cô bác anh chị thấy anh Trọng. Anh bao nhiêu năm làm nghề bắt ốc lóc đai này rồi? Có là đâu, lâu lâu đi bắt một lần chơi. À. Đằng kia có một nguyên một cái xóm ốc bắt ốc lóc đai đằng kia luôn cô bác anh chị. Quay đây nè, coi chừng thấy không thấy mặt. Đây 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 đây. Đó một xíu à. Thì nào lỗ bự á. À. Đây lên đây. Lên 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 cạn á. Chọt chọt lại tới phía bà đó luôn. À, chọt nhanh nhanh lại luôn. Em thấy giống như mà mấy người không đi đường, ta dò đường ta đi. Khó lắm. Ngày mà bắt nhiều nhất là bao nhiêu ký ta? Hôm qua bắt được 3 ký á. Dạ hả, coi. Bắt có 2 tiếng đồng hồ được 3 ký á. Hôm qua 2 tiếng đồng hồ được 3 ký. Ừ. Là được 150.000 rồi. Mà bắt gì ăn mà ít bán. Sao không bán? Làm biến, buồn buồn bắt về chơi, về ăn chơi. Dạ hả? Bữa nay không ăn cho em ăn được không? Được. Ở đây không có con nào vậy trời. Ờ. Qua đây nè. Hả? Cho có nước. Không có con nào luôn. Ừ. Thôi mình chạy lại kia nha. Đi, mình đi. Rồi, bây giờ bắt đầu mấy anh em sẽ mình với là anh Trọng sẽ là đằng đó cô bác của chị. Thôi sáng ngưng đây mai đó, đó. Ở coi còn phải đâu đâu
em thấy cái biển nghề biển dễ ăn người ta có rồi có rồi. Khó lắm. Để đây gọi đây gọi đây gọi đây gọi đây lên đó nó nó thấy không con này hơi nhỏ con này nhỏ móc xuống móc xuống sau khi mà con ngóc lóng tay á cô bác anh chị nó rụng nó bỏ lại cái này nè mình không biết anh Trọng mình không biết cái này là cái gì luôn á. Ủa mình bắt là nó mất đó hả? Có nghĩa là đây là giống như là một cái đuôi của con ốc lóng tai á. Thử đây nha. Để mà nó sinh tồn á. Hai con luôn luôn hả? Đây con nè. Rồi bây giờ cái này nó rụng đi nè. Cái gì con quên này ta? Quên hả? Cái đó quên quên ngang luôn. Nè. Được hai con rồi. Tháng thì được nhiêu? Cũng không nhiều lắm. Chắc cũng mấy cũ à. Mấy cũ á? Cũ là sao? Được mấy triệu á. Anh tưởng tôi mời em ăn gì mấy cũ. Có chưa? Đây hả? Đó này. Còn đi sao mà biết nó có anh? Nó nghe động động á, phải không? Phun nước lên chứ mình biết hang nó lỗ nữa. Hồ lỗ nó thạch xịt lọc số 8 nha cái lỗ cái mài đó. Lần đầu tiên mà đã ăn ốc lóng tai nhiều rồi nhưng mà lần đầu tiên được đó, trời. Được đấy con này nó tự điên nó bò lên nè nữa nè đây nữa nè gì con này chắc nhỏ quá mai mốt chắc em mà thất nghiệp của em về đem em bắt ốc lóng tai em bán của anh Trọng tại bữa nay vô mùa nè chứ thường thường đâu có mùa nữa đâu đó đó đâu tới em mà tới em chọt ra nha đâu lỗ nào nó lên đó hay ha cái này là voi sống hả ghê vậy con này lớn á chạy giờ dễ chạy được đâu xuống được đâu giống như tôm tích đâu chọn gì sao mình biết đó anh chọn gì sao mình biết đó thì biết cái mài đó như chọt nó lên nước rồi hồi nào để ý đi chọt hồi nó búng nước lên là biết rồi để hồi chỉ cho hay ghê á cũng đi học ta đó vậy hả nói vậy có biết bắt đâu đi theo đi coi ta chơi xong cái bắt. Mà em đó giờ em đâu có học đâu em nhìn anh là em biết rồi anh Trọng có vợ chưa có rồi dạ có con không nhỏ phúng mà lỗ nhỏ có con không anh Trọng chưa mới có 8 tháng à có bầu chưa sanh ra hả chưa thôi bây giờ ngừng đi mình lại anh kia cô bác anh chị anh Trọng chia sẻ là mỗi ngày mà nếu như mà ngay mùa này anh bắt ngày bán 400-500 ngàn là chuyện bình thường đúng không mà tại vì anh không bắt thôi nhà đi sanh sữa mà đâu có sanh sữa là sao hả sanh sữa đá gà đó gì đâu có thôi cái đó là mau ăn hơn hả em ít đi bắt này lắm tôi lâu bắt về ăn chơi nó mấy bà đó tới rồi mấy bà đó bắt rồi thôi bây giờ chắc mấy anh em mình sẽ lại anh kia luôn ha anh Trọng ha.